Hello, xin chào tất cả anh chị em đã xem được video này. Đây là một cái video có thể nói là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có thể là các bạn ngày hôm nay khi xem được xong video này thì đây cũng là một cái cơ hội để hợp tác với cả là hệ sinh thái của chúng tôi. Hệ sinh thái của chúng tôi thì gồm rất nhiều các sản phẩm cũng như là rất nhiều các lớp đào tạo miễn phí để giúp cho mọi người kinh doanh online và khởi nghiệp online một cách là đơn giản nhất và tiện nhất, để giúp cho mọi người có một cái nền tảng kinh doanh, đúng không ạ? Để mà chúng ta có một cái doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ là thời kỳ về gì ạ? 4.0 và online đó, sẽ giúp cho mọi người dễ đạt được mục tiêu hơn, và để cho những người mà đam mê kinh doanh và yêu thích kinh doanh có thể là cùng khởi nghiệp cũng như cùng đồng hành để học hỏi kinh nghiệm cũng như là để phát triển bản thân tốt hơn, để gia tăng cái thu nhập cho bản thân mình. Và đây cũng sẽ là một cái điều mà hệ sinh thái của chúng tôi sẽ mang lại cho tất cả quý vị và các bạn, một cái làm sao để cho chúng ta phát triển về cái thu nhập của chúng ta tốt nhất và hiệu quả nhất. Và có rất nhiều các hệ sinh thái ở trong đó, ví dụ như là về đào tạo, về sản phẩm cũng như các thiết bị về trị liệu công nghệ cao, hay là rất nhiều các sản phẩm tới đây sẽ được phát triển, cung ứng ra thị trường với chất lượng tốt nhất và giá thành cạnh tranh nhất, để giúp cho mọi người có thể khởi nghiệp kinh doanh cùng với cả chúng tôi. Thì mọi người hãy đừng ngần ngại, hãy gọi điện cũng như là có thể là nhắn tin inbox cho mình, để chúng ta có thể là cùng trao đổi với nhau. Biết đâu đó chúng ta sẽ trở thành những đối tác và có thể trở thành những người đồng hành với nhau trong khoảng thời gian tới. Xin một lần nữa cảm ơn, chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bye bye.